Thank you.
giá thôi. Ngày mà chặt hết nguyên đống này luôn á chị. À, chủ nhật á thì chặt nhiều gì? Chủ nhật khách đi đông, chơi chơi đông á. À. Mình bán được nhiều mình chở nhiều. Còn mà nãy sẵn vậy là một ký nhiêu gì? 1 ký 50. Còn mà một quầy không thì 30 hả? Tủ ăn hay con? Đây đây đây. Tú lại đây chơi nè, em ghế đây ngồi chơi nè, coi chặt dừa nước. Mấy cái đó là mấy cái non hay gì? À, lép nè. Sao không một người người chặt người thử mà chi vô chặt vừa thử thì mất thời gian không? Tại có con bé đó nó phụ nó lãi đó, nhưng mà có khách thì nó bán. À. Chứ gái nhanh hơn đúng không? Lãi người dễ thôi. Ừ. Ngon. Kia là chỗ nghỉ. Ngồi ở đây coi chặt dừa nước. Quay đường dây tử, à từ từ nói.